Chào các anh chị, hôm nay thì tính quay trở lại cái khu Red Metro City Nhà Bè, ghi hình lại những cái hình ảnh nội khu như là những cái view tại Clubhouse của Red Metro City, cũng như là chạy vòng quanh những cái con đường nội khu cho các anh chị xem những cái hình ảnh về nhà cửa, đường xá cũng như những cái tiện ích ở trong cái Red Metro City 18 hecta với 10 bàn giao. Những hình ảnh chúng ta vừa thấy là tính quay tại Clubhouse của Red Metro City nha các chị. Đây là một cái Clubhouse mà có cái view và hồ bơi đẹp ở đây. Ở khu vực này rất là khó vào và quay phim cũng như chụp hình nha các chị. Hôm nay thì một cái ngày thì kết hợp với lại cái việc mà dẫn khách cũng như là cho khách xem nhà thì mình tranh thủ mình ghi hình những hình ảnh ở đây. Đây là cái Clubhouse tại Red Metro City. Ngay cái khu này thì cái lầu nhà phố biệt thự nó phân theo cái lầu là 12.5 x 20 và 15.5 x 20, 15 x 20 nha chị. Cái lầu 250 đến 300 là quanh cái hồ này. Chúng ta cùng đi tham quan xung quanh cái vị trí hồ, view hồ như thế nào cũng như là xem được những hình ảnh ở nội khu ra làm sao. Thì phim mà mình sẽ ghi hình xung quanh cái vị trí bất động sản chào bán cũng như là tiện ích nội khu cho các chị xem qua trong video này. Còn bây giờ thì tính sẽ nói sơ qua về dự án Red Metro City Nhà Bè cho các bạn nắm thông tin như sau. Hiện tại thì đây là một dự án rất được nhiều người quan tâm trên thị trường bất động sản. Dự án là một khu đô thị lớn tầm cỡ quốc tế tại khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Nó được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển RS Nhà Bè, hoặc gọi tên là RS Hàn Quốc. Dự án này có quy mô lớn, nó chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, tiện dụng ít và sử dụng và đáp ứng mọi nhu cầu của đại đa số người dân sinh sống tại khu vực Nhà Bè cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Nó sở hữu một quy mô rất là lớn, lên đến gần 350 hecta. Đây được xem là một khu đô thị lớn trong tương lai tại khu vực Nam Sài Gòn sau khi hoàn thành. Nó được xem so sánh tương đương như là khu đô thị Phú Mỹ Hưng ngày hôm nay nha các bạn. Nó rất là lớn về quy mô tổng thể, thì trong tương lai thì khu RS Chợ Bè là một trong những khu đô thị thứ hai tại thành phố quận 7 nha các bạn. Hiện tại thì dự án chỉ có là 772 căn nhà phố, biệt thự, shop house, còn lại thì là tổng cộng là 16.200 căn hộ chung cư cao cấp nha các anh chị. Và có một khối tòa nhà là xây dựng có ốc văn phòng nữa. Dự án đã bán xong giai đoạn 1 với là 359 sản phẩm, bao gồm những cái nhà phố shop house mặt tiền và biệt thự song lập cũng như là biệt thự đơn lập. Giai đoạn 2 sắp tới mở sẽ là bán các block chung cư cao tầng và có ốc văn phòng nha anh chị. Đối với cái lầu nhà phố mà hồi trước khi mở bán, cái lầu mà 7m chiều ngang nhân cho 17m chiều dài á, giá gốc mà bán cho các chủ tư bốc thăm thì nó nằm ở mức từ 19,8 đến 10,5 tỷ một căn. Nhưng mà bây giờ nó bán lại thì tầm chừng 14 đến 16 tỷ. Còn mà mấy cái lầu mà shop house hồi xưa mà mở bán là 7-18 thì giá gốc nó nằm ở mức từ 13 tỷ cho đến 15 tỷ. Bây giờ bán lại thì nó nằm ở mức là từ 20 tỷ đến 21 tỷ nha anh chị. Còn cái lộ mà biệt thự song lập là 162m2 á, hồi xưa 162m2 là chiều ngang là 9m5, chiều dài là 17m anh chị nha, 17m. Hồi xưa mở bán là 12 tỷ 8 đến 13 tỷ rưỡi. Bây giờ mở bán khoảng tầm chừng là 24, 22, 23 một căn. Những hình ảnh mà chúng ta đang thấy là tính đang di chuyển xe trên đường nội khu nha anh chị. Khu vực này thì
mấy bạn thấy trên màn hình là cái đường dây điện đó. Thì cái đường dây điện này thì trong tương lai thì nó di dời hết, thì bây giờ là chưa xử lý được. Cho nên thì bây giờ thì về cái bản là điện đã cắt đi âm một nửa rồi đó anh chị. Còn là một số cái dây này đang đi âm đường điện để di dời trong tương lai. Về cơ bản là ngay đường điện này là không còn điện nữa và đã đi âm một số rồi. Cho nên thì về cái xét quy mô tổng thể của nó là 350 hectare thì trong tương lai thì cái khu phía sau là khu khối tòa nhà cao ốc văn phòng cũng như là công chung cư căn hộ cao cấp nó mọc lên thì nó đâu có dính được dây điện được. Cho nên thì về cơ bản thì trong tương lai thì cái khu vực đường dây điện này nó không còn nữa nha các anh chị. Đây là cái đường nội khu hướng vào cái clubhouse cũng như là những cái tòa nhà biệt thự, căn nhà biệt thự chúng ta hai bên. Thì trong quy mô dự án thì nhà đất ở khu vực này thì nó đang bán ở mức giá như thế nào thì hôm nay thì Tiến cũng cập nhật lại cho các anh chị xem. Ví dụ như đối với loại mà biệt thự mà Song Lộc mà 10x20 á, bây giờ đang giao dịch ở mức từ giá 24 tỷ, 25, 26, 27, 28 tỷ một căn đó chị. Nó nằm ở mức đó. Còn khách mà mua đầu tư và cái mức mà tầm chừng 23, 24 tỷ không ra cái gì nha. Cũng có người đã đặt hàng rồi nhưng không có. Còn đối với loại biệt thự Song Lộc là đơn lập là 250 mét vuông là 12,5x20 á. Bây giờ thì nó giao dịch ở mức tầm chừng là 33, 35, 36, 7 tỷ, 38 tỷ một căn nha anh chị. Còn có biệt thự Song Lập, biệt thự đơn lập diện tích là 15x20 á, thì nó nằm ở mức từ 52, 53, 54, 55 tỷ một căn. Còn cái loại mà có vườn thì hiện tại thì không có hàng bán ra. Giá thì nghe có thông tin là khoảng tầm chừng 65, 66 cả đó. Tại vì trước tính cũng làm căn 65 tỷ tìm không có hàng để bán cho khách. Video này thì tính xin dừng cái phần bình luận lại ở đây. Còn những cái thước phim còn lại thì chúng ta sẽ chú ý vào màn hình để xem những cái hình ảnh mà di chuyển trên trục đường nội khu Red Metro City. Cảm ơn các anh chị đã xem video này. Hy vọng rằng qua thước phim này một mặt nào đó giúp cho các anh chị hình dung rõ hơn về khu đô thị Red trong tương lai nó sẽ như thế nào. Cảm ơn các anh chị đã xem video này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Hãy nhớ là bấm nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video trong những tập tiếp theo nha các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.